Duy xin chào quý vị và các bạn. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại quảng trường của thành phố Quảng Ngãi, nơi diễn ra cuộc thi triển lãm sinh vật cảnh mừng xuân Nhâm Dần năm 2022. Thì đến hôm nay thì kết quả cuộc thi đã có. Thì cuốn video lần này mình muốn ghi lại những hình ảnh, những cái tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi triển lãm năm nay. Tác phẩm đầu tiên mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn là tác phẩm Cừa, hay còn gọi là Sea the Lion. Tác phẩm này đoạt giải bọt cuộc thi năm nay. Đây là hình ảnh từ phần đế cho đến tai cành, tuy nhỏ nhưng mà có thể nói là quá đẹp. Tiếp theo là tác phẩm Mơ Vòn. Ở cuốn video lần trước mình cũng đã chia sẻ đến quý vị và các bạn. Đến giờ này thì ở cuộc thi năm nay thì cái tác phẩm Mơ Vòn này đoạt giải vòn tại cuộc thi triển lãm sinh vật cảnh mừng xuân Nhâm Dần năm 2022. Nhìn bộ đế của cái tác phẩm Mơ Vòn này khá là đẹp và hoàn thiện. Tai cành bông tón, đây là bông nam cánh nha quý vị và các bạn. Từ tai cành bông tón, nhìn nhà cân đối và đẹp. Tiếp theo là tác phẩm Sâm Núi. Cây này cũng đoạt giải vòn cuộc thi triển lãm năm nay. Giống thất đổ. Bộ giam này khá là hoàn thiện.
quá đẹp cho tác phẩm Sầm Núi. Tác phẩm đọc giả vòng tiếp theo đó là tác phẩm Cốc của nhà vườn Phương Mơ. Cây này thì mình cũng đã có một cuốn video review riêng cái tác phẩm Cốc. Theo dự kiến ban đầu của những anh em đam mê nghệ thuật bonsai năm nay, đúng như ý của mấy anh em thì tác phẩm độc đáo này đã đoạt giải vàng tại cuộc thi triển lãm năm nay. Đây là tác phẩm Si Búp Hồng. Đen quá dữ. Đây là tác phẩm đọc giả vòng cuộc thi triển lãm năm nay. Bông toán cho đến tay cạnh Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Mình cũng xin khép lại video tại đây. Đây là tác phẩm Mơ Chiếu Thủy. Nếu quý vị và các bạn xem cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh.
cũng như cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng những cái tác phẩm bonsai đẹp tại cuộc thi triển lãm sinh vật cảnh năm 2022 tại thành phố Quảng Ngãi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cuốn video tiếp theo.